Thưa cô bác, thưa bà con, quả na hay còn gọi là mãng cầu ta là một cây trồng khá dễ tính. Quả có hương vị ngon, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Tuy nhiên, để đảm bảo năng suất và chất lượng na thu hoạch, giai đoạn nào trong quá trình sinh trưởng cũng cần có những chú ý. Những cành lộc mới ra, những lá xanh non này là nguồn thức ăn ưa thích của rất nhiều loài sâu bệnh hại. Nếu không áp dụng biện pháp phòng trị sớm, năng suất thu hoạch của cây na sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy, thời điểm này, anh Nguyễn Thanh Bình ở xã An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh thường xuyên có mặt ở vườn và thực hiện nhiều biện pháp phòng trị sâu bệnh hại. Trong lúc lộc na lên như này thì mình cứ tránh những cái bệnh, trước tiên là bọ trĩ với lại các cái sâu dày quả nó chích hút của cái lá lộc non, thì mình tránh được cái đấy thì cái hiệu quả của hoa nó đậu quả sẽ cao hơn. Theo anh Bình, dày dẹp chích hút sẽ làm hoa bị cong, cây ra hoa đậu quả không đạt như ý muốn. Để phòng trừ dày dẹp, bà con có thể sử dụng là thuốc trừ sâu sinh học chế biến từ tỏi, tiêu cay, xà phòng hoặc các loại thuốc như Sepa 25EC hoặc Tribon 20EC phun cho cây 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày. Ngoài ra, với những mầm lộc mới, bà con nên xử lý tỉa thưa. Thao tác này sẽ giúp cho cây tập trung dinh dưỡng nuôi hoa và nuôi quả. Quả về sau sẽ to hơn và có chất lượng hơn. Còn đối với anh Trần Văn Thành, người có gần 20 năm chăm sóc cây na, thì thời điểm này là lúc anh tập trung làm cỏ và bón phân tổng hợp dưỡng cây. Theo anh, bổ sung dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cây ra hoa, nuôi quả đạt chất lượng. Giai đoạn đầu là bón dưỡng cây thì là nó đủ chất đấy, người ta bón tổng hợp đấy là khoảng 2 cân một cây đấy. Thế xong bắt đầu là lúc nó ra hoa đậu quả xong, bắt đầu là người ta mới cứ mỗi một lần mưa người ta lại rắc cho một đợt phân. Anh Thành cho biết thời điểm này bà con tuyệt đối không được bón phân gà cho cây, bởi bón phân gà sẽ làm cho cây na bị lốp, cây quá tốt, sự ra hoa đậu quả kém, năng suất sẽ bị suy giảm. Tốt nhất với phân gà, bà con chỉ bón ở thời điểm cây đã đậu được quả bằng ngón tay út. Một vấn đề lưu ý nữa, ở thời điểm này, bà con cần đảm bảo ẩm độ trong đất là đạt từ 70 đến 80%. Đủ nước, cây na mới phân hóa mầm hoa và ra hoa đậu quả thuận lợi. À, của mình đấy là ví dụ như là nước luôn các thứ, ví dụ như là mình vườn rộng cao kia các thứ đấy thì là cứ một tháng mà mình tưới khoảng 2 lần đấy, thì rằng là vừa để không lên coi như là cái lúc nó đậu quả đậu kiếp rồi, lúc đấy thì mình không tưới cũng được mà tưới cũng được đấy, tùy theo. Hơn nửa tháng nữa những cây na này sẽ ra hoa, do vậy ngoài việc chăm sóc cho cây hợp lý, bà con cũng nên phun thuốc tăng tỷ lệ ra hoa đậu quả và chuẩn bị nhân lực vật lực cần thiết để thực hiện việc thụ phấn bổ sung cho cây, giúp cây đậu quả thuận lợi.